Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn ca F0 mới được phát hiện. Trong đó, Hà Nội công bố phát hiện ca trong cộng đồng tăng cao nhất từ trước cho đến nay. Nhiều tỉnh phía Bắc và miền Trung giáo diết truy vết F0 trong cộng đồng. Dịch COVID-19 ở miền Tây cũng đang diễn biến phức tạp. Đó là những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên cả nước. Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày 24 tháng 11, trên địa bàn phát hiện thêm 285 ca dương tính SARS-CoV-2, trước đó có 159 ca trong cộng đồng. Đây cũng là ngày Hà Nội ghi nhận nhiều F0 cộng đồng nhất từ khi COVID-19 bùng phát. Còn tại Vĩnh Phúc xuất hiện hai ổ dịch lớn liên quan tới hai đám cưới rất phức tạp. Các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa phát hiện hàng chục ca trong cộng đồng. Riêng Nghệ An, số ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng giảm sâu. Dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây. Riêng Cần Thơ ghi nhận 942 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đứng thứ hai cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cà Mau, Tiền Giang đều phát hiện thêm hàng trăm ca trong cộng đồng.